Chào em nha, chào mọi người nha, em chào mọi người, em chào mọi người, em không lên, không chia sẻ được qua bên kia rồi. Cái này nó kỳ ghê bây giờ, cái Facebook này nó kỳ cục. Em chào mọi người nha, chào mọi người đang xem live nha, mọi người ơi. Ngày thứ sáu rồi, mình lại xem lại thôi. Không có xem được, không ấy được. Không chia sẻ được. Em chào mọi người nha. Đang lấy khoai để chia sẻ cái like này mà cái Facebook thì bây giờ lần nào cũng vậy, nó hạn chế ghê lắm nha mọi người nha. Bây giờ không khó ấy lắm, rất là khó luôn. Chờ em một chút xíu nha. Đây một chút xíu nhé, cái này nó không có chia sẻ được mọi người ạ. Không có chia sẻ được cái này, không vô được, không chia sẻ được rồi, chẳng biết làm sao nữa. Thôi mình cứ lên live mình bán thôi. Bây giờ cái này nó không có thông báo, nó không có lên cái này. Nó không thông báo, nó không lên cái này rồi mọi người ạ. Thôi cứ lên thôi, bây giờ cái kia nó không có, cái bên cái này nó không vô nữa rồi. Chịu rồi, không biết làm sao được nữa rồi. Làm lại cái này thử coi xem có được không. Cho vô thử cái này. Mọi người ơi, ai xem like chấm cho mình một cái với. Mình biết này, không có, mình chẳng biết, chẳng nhìn thấy gì hết này. Bây giờ nó đang, cái Facebook bây giờ ai cũng kêu gào quá trời luôn, hạn chế quá trời luôn. Không biết làm sao luôn. Cứ hạn chế như vậy thì không biết làm sao mà... hạn chế như này thì chẳng biết làm sao để mà ấy. Không biết là mọi người có thấy không biết nữa. Không biết mọi người có thấy không biết. Facebook bây giờ hạn chế quá mọi người ạ. Rầu ghê.
Thôi, à cứ lên nhá. Bây giờ cũng 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 trễ rồi nè, cũng nãy giờ rồi. Thôi Hà cứ lên thôi. Coi mọi người mua bán gì ấy thôi. Chứ đợi cái này thì cái Facebook này thì bây giờ chán lắm. Bó tay luôn á. Chị Hà chào Lily, đang mãi chia sẻ bài này. Dạ chào Lily nha. Hôm nay lại cuối tuần nữa rồi, nhanh quá. Cuối tuần nữa rồi mọi người ạ. À. Cuối tuần nữa rồi. Hôm nay chị Hà có cái set này. Hôm nay Hà có cái set này lên giới thiệu với mọi người. Trước Hà có nhập về bán rồi. Hết rồi, xong rồi Hà lại nhìn có được mấy set nữa nha mọi người. Cái set này ấy, nó là cái set hoàn lưu cao nha, set set kem tím của trẻ hóa 10 năm tuổi của hoàn lưu cao nha mọi người. Thì ở trong này một cái set như thế này, một cái hộp như thế này thì nó chỉ có gồm có một cái hũ kem thôi nhá mọi người nha. Một cái hũ kem này nó lớn, nó khá lớn. Nó lớn hơn cái hũ min hũ set mini nha. Là cái hũ này nó tới 10 ml. Còn đây ở bên cạnh đây mình ấy, là có một cái chai dầu thơm của Hu nữa. Thì mấy chị biết là cái dầu thơm, những cái sản phẩm của Hu ấy thì hoàn toàn là nó được làm giống như cái mùi nó rất là dễ chịu, cái mùi nó rất là nhẹ nhàng mà nhìn nó, cái mùi nó rất là sang trọng nha mọi người. Nó thơm nhưng mà nó không nó nhẹ nhàng, nó không gắt, nó không có nồng giống như là cả những cái loại dầu thơm khác. Thì ở đây mình được tặng thêm một cái như thế này nếu mọi người muốn trải nghiệm cái dòng dầu thơm của Hu, hoặc là cái kem trẻ hóa 10 năm tuổi của Hoàn Lu Cao, thì mọi người có thể lấy cái set này cho em cũng được. Mình được tặng thêm một cái cây lấy kem này cũng rất là đẹp nha mọi người nhé. Cái cây lấy kem này á, nó chỉ thường đó, thường là những cái cây lấy kem như thế này á, thường là hay được nằm ở trong những cái set lớn của kem Hu thôi, chứ những cái set nhỏ như thế này không có. Nhưng đặc biệt ở trong cái set này thì có nha mọi người, bởi vì ở đây á, người ta thiết kế cho mình á, là cái set này á, thường là nó sẽ được như thế nào, tức là người ta nói là cái này á, là nó là một cái cây lấy kem. Nhưng mà nó lại có cái tác dụng là người ta nói nó để nó khi mà mình bôi kem vô cái mình massage ngay cái vùng da mắt của mình đó, tức là mình lấy cái đầu này như thế này và mình kéo kem lên mà mình massage nó ở dưới cái vùng mắt của mình như thế này. Đó là cái cây này nó có nhiều cái công dụng của nó lắm nha mọi người nhé. Cái cây này nó rất là nhiều cái công dụng của nó. Cho nên là cái set này á, cái set này á, dự nó không có nhiều nữa, nó cũng hết hàng rồi, chỉ còn hàng lại còn thôi. Chứ cái set này nó cũng đã hết ra rồi. Trước Hà cũng có lấy về bán rồi, mấy chị cũng lấy hết rồi, mấy chị muốn trải nghiệm cái này mấy chị cũng lấy hết xài hết rồi. Hà lại có thêm được chị được có vài set nữa thôi, là chắc là nó cũng đứt hàng rồi, nó cũng không còn nữa. Ừ. Thì cái set này á, trước đầu tiên đó Hà bán tới 65 đồng một cái set này. Xong rồi nhưng mà bây giờ Hà về hàng đợt 2 này á, nếu mà chị em nào thích lấy đó thì Hà sẽ để lại cho mấy chị, Hà sẽ sale cho mấy chị chỉ còn 55 đồng một cái set như thế này thôi nhá.
Nếu mà mấy chị em lấy cái set này mà mình làm tặng quà tặng sinh nhật đấy thì cũng rất là dễ thương và rất là dễ gọn gàng. Đây, cái set nó nằm như thế này này mọi người. Đây cái set kem của nó như thế này nhé mọi người nhé. Cái set kem của nó như thế này nhé. Ừ. Mọi người nhìn là thấy như thế này mà mình gói nó vào mình thấy nó sang trọng không? Để mình đi dự tiệc hay mình đi 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 mình đi tặng. Mình đi tặng tặng cho bạn bè mình nó rất là ok luôn với cái set này. Mà cái set này cái giá này thì cũng rất là dễ mua mọi người ạ, dễ mua mà cũng rất là dễ tặng luôn. Cho nên là cái này mình có thể làm tặng quà tặng sinh nhật được. Còn đó là với cái set như thế này. Năm mươi mấy đồng do cái này nó lại cái trang web này cái này nó lại đi như thế này nhỉ? Sao kỳ vậy? Tại sao? Tại sao cái sáng này cái này nó lại đi sau chẳng hiểu nữa. Thôi nếu mà có gì nếu mà chị em nếu mà ai vào coi sau á thì có thể là không biết là Hà có chia sẻ được lên trên cái fanpage cái trang cá nhân của Hà hay không nữa, không biết là mọi người có thấy hay không, rồi không biết là mọi người có vào xem được không. Nếu mà mọi người vào xem được thì mọi người thấy ở trong này nhưng mà không biết là có thấy hay không nữa. Không có thấy mọi người ơi, không có thấy ai trong này hết này. Khổ tâm chưa? Không có ai thấy trong này hết. Bên kia không ai thấy rồi. Bên kia chắc không ai thấy đâu. Mà có hai đứa mắt cú đây. Trời ơi, Tám ơi, ngày nào chị cũng loay hoay. Ủa, sao em với Phương đang ở chung à? Ủa, Phương, em với lại Thắm đang ở chung với nhau hay sao vậy? Chị chào em, chị chào Lila, chị chào chào Phương, chào Thắm. Vậy à, chị cũng không chia sẻ lên được cái trang này cho nên bây giờ chị cũng chẳng biết làm sao nữa, mà bây giờ cái Facebook này bây giờ chán lắm. Hôm nọ thấy ông mọi người thấy ông nó muốn sập cái Facebook luôn rồi. Ai cũng hoảng hồn đấy. Đang gặp nhau trên live, ok thôi chị em cứ gặp nhau trên live á thì cứ tám với nhau trên live cũng được, không có sao hết nha. Chị Hà bán là cái là việc của chị Hà. Đúng rồi, trên live của chị đúng rồi, mấy em là ở cùng với nhau luôn, đúng rồi. Cái này của chị nó buồn cười quá không biết làm sao. Ok. Chào con nha, chào cháu nha. Châm mà, Châm mà. Châm thích cái gì nếu mà lô bé. Đây lô bé Nguyễn Thu Vương. Ai thích cái gì ấy thì nhớ lên ấy, nói Hà để Hà lên nhá, Hà lên Hà là like cho mọi người nhá. Đừng có không nói ấy, là Hà không có biết đâu nhá. Nói đi, lên lên nói cái để Hà biết, để Hà giống như là để Hà biết Hà like đúng cái đó, cái sản phẩm đó cho mọi người đó, chứ không là không có biết like cái gì hết, là cứ lung tung lang tang nhá. Chị Hà giới thiệu cái set này nhá. Cái set này là chị Hà bán, chị Hà là lúc đầu đợt đầu là chị Hà bán tới 65 đồng một cái set này đấy nhá. Cái hũ màu tím này là xài là khỏi chê rồi, cái này là không không thể chê được. Nhưng mà Thắm ơi, cái này của chị nó cái hũ này á nha, nó bự hơn cái hũ của kia nhá. Cái hũ này nó cái hũ bự này hơn á thì nó chỉ được nằm ở trong một cái set như thế này thôi nhá. Lô chế gì không?
cái hũ này nó bự này, cái hũ này nó bự hơn cái kia, nó tại cái hũ bự hơn này nó chỉ được nằm ở trong cái set này thôi, thì cái này nó có cái chai dầu thơm ở trong này nữa. Cái đợt hàng đầu tiên đó chị Hà về đó, chị Hà bán tới 65 đồng, nhưng mà nay chị còn có ít, đến nay được chị về được về sau thêm được có mấy set sau này nữa thôi, cho nên là chị Hà tính ra là 55 đồng thôi nhá. Ai lấy thì lấy cái này ra chị hả, chị về sau chị có được mấy set thôi, tại vì nó cũng hết hàng rồi, còn còn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu thôi, hết rồi không còn nữa nhé. Hàng này đây nó được tặng cho mình thêm một cái chai dầu à, cái hũ kem tím này á, là Linda biết nó là cái gì không? Cái này nó là cái kem kem hoàn lưu cao đó, là cái kem trẻ hóa 10 năm tuổi đó. Thật sự mà nói á, xài cái kem này thật sự là nó hiệu quả, rất rất là hiệu quả luôn. Xài nó rất rất là hiệu quả, mình xài một đêm sau là mình sáng dậy là mình thấy cái da mặt mình nó căng bóng luôn hẳn luôn đó. Mình xài nó là nó, tức là nó làm sao, tức là mình gọi nó làm sao, nó làm cho cái da của mình nó trẻ hóa, da nó trẻ hóa, giống như là cái làn da của mình trên cái gương mặt của mình thì tất nhiên là nó sẽ không thay đổi gì được rồi đúng không, nó sẽ không thay đổi, nó không làm cho cái gương mặt mình, giống như là nếu mà mình nói câu là nếu mà mình làm cho mình trẻ thêm 10 tuổi nữa thì chỉ có nước mình đi gọt cằm này, mình làm V-line này, rồi mình kéo căng chỉ này, mình kéo căng da mặt, hay là mình làm cái này cái kia đó, thì cái đó thì mới gọi là, thì mới có thể gọi được là cái đó là mình trẻ hóa. Nhưng mà cái này nó trẻ hóa theo một cái làn da của mình, tức là cái làn da của mình khi nó căng nó bóng, nó có cái sợi collagen, tức là nó làm cho cái sợi collagen của mình nó thêm mạnh hơn, và nó kéo căng cái sợi collagen đấy. Tại vì khi mình đến một cái lượng cái tuổi đó thì cái sợi collagen mình nó sẽ bị trùng xuống, thì cái hũ kem này nó sẽ là có cái nhiệm vụ của nó nhá, là nó sẽ kéo căng những cái sợi collagen nó để nâng cái cơ lên cho mình, và chỉ người ta chỉ cần nhìn vào cái da mặt của mình nhìn thấy ta, và nhìn vào cái làn da của mình thôi là người ta nhìn thấy cái da của mình nó khỏe, và từ đó là người ta nhận nhận xét được là cái da của mình thì tất nhiên là khi mà nó đã không không nhăn mà nó căng nó bóng mà này kia đó, thì tất nhiên là đó là cái mà nó làm để nói lên là cái tịch mình trẻ hóa ra 10 tuổi, nó là như vậy nhá. Cái nào thật sự bán này á, thì chị Hà tìm hiểu rất là kỹ và cũng giải thích với khách rất là rõ về cái vấn đề nó là như vậy. Cái da của mình tức là nó không, nó rất là căng bóng mà nó có những cái sợi dây collagen như vậy đó, thì nó làm cho cái da của mình nó căng bóng lên như vậy. Và cái hũ kem này, cái cây lấy kem này cũng rất là hay nhá. Thường á, thì cái cây lấy cái hũ lấy kem này á, thường nó hay được nằm ở trong những cái hũ set lớn của nó, những cái set lớn Hà có, nó cái set lớn của cái hoàn lưu cao này Hà có hết á. Thì nhưng mà cái set này thì được cái là mình được tặng cái, mình được thêm cái cây này, mà cái chỗ cái mặt này của nó đó, tức là người ta để người ta để người ta giống như là người ta bôi kem mắt đó, là người ta massage lên cái mắt, người ta kéo kem lên trên cái mắt này này, người ta kéo nó lên ngược lên trên cái vùng mắt của mình, nó làm cho cái mắt của mình như này. Người Hàn người ta rất là chịu khó chăm xài kem mắt nhé mọi người nhé. Nên mình cũng vậy, mình nếu mà mình muốn trẻ đẹp, mà mình muốn trẻ hóa cái da của mình, mà mình không muốn những cái vết nhăn của mình ấy, thì mình nên xài cái kem mắt ngay từ lúc mà người Hàn ta xài rất là sớm. Cho nên cái da mặt của người ta thấy mọi người thấy rất là trẻ đẹp, mà bởi vì là nhờ họ rất là cái bước chăm sóc cái da của người ta rất là kỹ nhá. Đó, thì cái set này như thế này mình có thể làm quà tặng hay là gì đó nhá. Cái set này rất là đẹp. Cái set này Hàn nói thật, cái set này rất là đẹp luôn. Là chỉ còn có vài set thôi. Đó, thì mọi người thích thì mọi người lấy cái này. Mình làm quà tặng được những cái set như thế này, thường ra mà nói á, nha, nếu mà bằng với cái giá tiền như thế này á, thì thật ra mà nói nếu mà sau này mình làm quà sinh nhật nó cũng rất là dễ nhá. Quà sinh nhật cũng rất là dễ luôn, với cái số tiền này nó cũng rất là vừa phải luôn. Hà qua cái khác nhá. Ai lấy cái này thì comment lên đây cho Hà nhá. Hà biết là Hà giữ hàng lại cho nhá. Ok, Hà qua cái khác nhá. À, không biết là Trâm mới hỏi cô Hà cái chai này, cái chai này nó nãy là cô Hà phải bỏ ra đây này để cho biết Trâm có đây không, cô Hà phải bỏ ra đây để cô Hà biết đường, để cô Hà nhớ để like cho Trâm coi cái chai này, nó là cái chai nước hoa hồng nha mọi người. Mà cái này á, Hà cũng có lúc á là không có kịp mua được những cái chai mà không có gửi mua được, không có kịp mua được những cái chai không có mà xài á, thì cũng đã có những lúc ấy Hà xài qua cái nước hoa hồng này rồi nha. Cái này là Hà có trải nghiệm luôn rồi nha, thật sự là xài rất là căng bóng luôn nhá, căng bóng lắm.
xem nào, cắt cái giấy này ra. Cái này là canh nước hoa hồng, mọi người biết rồi đấy. Cái này nó rất là Hà có đấy. Mình cái like trước Hà có đưa cho mọi người xem là cái mà chai Hà đang xài nó lên tới, nó xuống lên tới đây rồi. Là cái này nó của Dr. Pepti này. Mọi người cái chai này này. Đó. Cái chai này nó là cái nước hoa hồng nhá. Khi mình rửa mặt xong thì mình xài cái nước hoa hồng này lên luôn. Ngon bổ rẻ luôn Dung, cô nói thật luôn, da mày khô thì mày nên xài cái này này Dung. Thật sự á, cái này á, thật sự nói nó cấp ẩm mà nó cấp ẩm dã man, nó cấp ẩm cực kỳ luôn. Nó cấp nhiều độ ẩm luôn á, nó cấp nhiều lắm. Mà cái dòng này ấy nha, cô bán nữ cũng xài, nam cũng có xài luôn nha. Rất là thích xài cái này này. Xài rất là phê luôn đấy. Tại vì ai cũng vậy, khi mà mình dùng sữa rửa mặt xong ấy, thì tất nhiên là cái trên cái da mặt của mình nó mất đi một cái lượng cân, và cái độ cân bằng, độ ẩm trên cái da của mình ấy. Thì lúc đấy là mình chắc chắn là mình phải đánh nước, mình phải cho nước hoa hồng lên nhá. Mình phải cho nước hoa hồng lên để cho nó cân bằng lại, cân bằng cái độ ẩm lại cho mình nhá. Xong rồi sau đó là mình qua những cái bước dưỡng khác nhá. Đó. Cái chai này á, thật ra mà nói rất là nhiều người hỏi, mà Hà cũng đăng một lần xong đăng hai lần cũng lâu lắm, cũng mà thậm chí hầu như là trên live cũng không có giới thiệu luôn đấy, nhưng mà cứ bán hoài luôn á. Giải thích lắm, cô bán hỏi mua để dành, đúng rồi, mua đi, tại vì cái này xài nó rất là tốt, mà cái này nó nhiều, cái dung lượng của nó rất là nhiều, mà nó lại giá lại quá rẻ nữa, mà xài lại tốt nữa. Cháu thì thích ngon bổ rẻ, cái này là đúng luôn, có 25 đồng một chai thôi Dung ơi. Mà cái này nó cực kỳ là nó cấp ẩm ghê lắm. Cái này nó tới một cái chai này nó tới 180ml lận Dung ơi. Thường ấy, những cái chai mà hàng hiệu ấy, của Hu của này kia là nó chỉ có chị chào Hạnh nhá. Chị chào Hạnh đó. Cái những cái chai mà của dòng Hu hay kia đó thì cái chai nước hoa hồng thì chỉ có full size thì chỉ có 150ml thôi, nhưng cái chai này thì nó tới 180ml nhá. 25 đồng một chai. Hà ít khi Hà giới thiệu trên live cái này lắm, lâu lâu Hà đưa lên đăng hình lên trên Facebook rồi cũng có nhiều người nhớ đó, xài hết xong rồi họ lại đặt nữa thì có bán vậy thôi, chứ ít khi đưa lên trên Facebook lắm. À, mọi người lấy cái này thì giữ thì nhắn nhá Hà này, đưa đây này, Hà cũng không còn nhiều nhá. Hà cũng không còn nhiều. Cái này của Dr. Pepti thì mọi người biết rồi, nó cũng rất là nổi, nó cũng rất là nhiều người xài và nhiều người biết, nó bôi lên là nó cấp ẩm ngay luôn á. Cấp ẩm cực kỳ, cấp ẩm đã luôn. Cấp ẩm ghê lắm. Ok, vậy thôi thì qua cái khác nhá. Mọi người thích có ai thích cái gì thì nhớ lên nói Hà biết nhá, để Hà qua cái đấy, còn không nữa Hà cứ đi lung tung lang tang. Ok Dung. Ok Dung. Vậy tôi thứ hai đi làm đưa nhá. Ok, chốt cho Dung một chai này. Chốt cho Dung một chai nhá. Có còn có mấy chai thôi, không có nhiều đâu. Cô không có nhiều đâu. Ngon bổ rẻ mà lại giá có 25 đồng à Thắm ơi, cái chai này có 25 đồng cái chai này thôi Thắm. 180ml xài phê lắm. Tại vì chị ít khi chị giới thiệu lên trên này lắm. Ít khi chị giới thiệu, ít khi chị nói lên like lắm. Tại thường là chỉ có khách, chỉ có mấy người khách ấy, là thích cái này này. Nó lại lại chưa chung vàng đẹp quá nhỉ. Nó lại cái này là nước hoa hồng Phương. Cái này nước hoa hồng. Hoa hồng Pepti này này. Cái này á, một thời gian á, là chị Hà cũng xài cái này dữ lắm. Chị Hà xài khủng khiếp luôn. Xài lắm, chị có chai đang xài dở ở trên đó. Ở trên nhà tắm á, đang có cái chai xài dở, cái chai đang xuống như thế này này, có đang xài. Cái chai này nó không phải là cái nhựa nha, cái này nó không phải là mà bằng thủy tinh, cái này bằng nhựa nhưng mà xài phê lắm. Phê lắm luôn á, cái chai này. Thì đấy, ai thích thì nhắn nhá. Đấy. Ôi dồi ôi, nhà giàu lại than nữa rồi.
Thắm ơi, La ơi, nhà giàu nó than nữa rồi kìa. Nhà giàu lại than nữa rồi. Mọi người lên cái gì? Lên cái gì mọi người ơi? Lên cái gì? Nói Hà biết đi. Hà lên này. Chứ không có là không biết đường lên đâu đấy. Thật ra mà nói rất nhiều lắm. Mà rốt cuộc không có biết là lên cái gì luôn đấy nhá. Lạ, già lạ vậy đó. Tới lúc mà này nhiều lắm. Mà à đúng rồi, để nói lại với mọi người về cái chai này nhá, cái chai xịt khoáng CNB này á, Hà mới biết được rằng á, là thật ra mà nói á, cũng may làm sao ấy, Hà lại nhập được một ít cái chai xịt khoáng này vô nha. Bây giờ là tuyệt đối là không bao giờ được vận chuyển cái này nữa này. Cái chai xịt khoáng này đó là tức là nó là cái chai mà nó giống như là những cái chai mà xịt mà giống như là keo xịt tóc của mình á mọi người à. Bây giờ chỉ còn lại nha cái dòng xịt khoáng này của GNB này. Nếu mà thật sự mà nói, nếu mà ai thích ai biết qua cái dòng này rồi, cái dòng này á, cô lên kem trị nám mà ok, Dung kem trị nám thì nó đều quảng đi chứ mà. Gần lò than nhỉ, đúng rồi. Mai chuyển quê nhé, không bó tay luôn như đồ này. Đó, cái này là bây giờ là không còn nhập về được nữa nhé nhé. Cái này nó giống như là một cái dạng mà cái chai mà keo mình xịt tóc đó, là bây giờ là không có nhập được nữa. Mà sao lúc đấy công nhận đó, lúc đó Hải nhập qua công nhận hải quan nó chắc nó không để ý, nó dễ dàng ấy. Chứ bây giờ là không có chuyện nhập qua được nữa rồi, tắt rồi. Nên ai biết qua cái dòng sản phẩm CNB này ấy, thì mọi người lấy xài nó thử đi. Tại vì Hà bán nó là một cặp hai chai của nó. Mà cái CNB này, cái dòng CNB này nó cũng là cái dòng của Hu luôn, nhưng mà họ chỉ bán ở trong thẩm mỹ viện thôi nhé mọi người nhé. Nó chỉ bán trong thẩm mỹ viện thôi, ở ngoài thì chỉ có ai biết thì người ta sẽ đặt tập mua xài, còn thường là hay bán ở trong thẩm mỹ viện nhé. Cái này là hết rồi, không có chuyển qua đây được nữa rồi. Cái này là đó, cái này là tại sao vậy chị Hà có một chai, là tại vì chị Hà cưa bên thắm thắm nhất định rồi, nó test một chai nên đâm ra là cho nên là chị Hà có một chai ở đây. Thì khi mà mình xịt nó đấy thì mình cũng giống như là mình xịt xịt cái xịt khoáng của sum thôi, mình cũng nhắm mắt nó vào và mình xịt nó như thế này mọi người ạ. Đó, mình chỉ lấy cái tia của nó thôi mọi người thấy không? Xong khi cái này nó chống lại được cái tia tia ánh sáng xanh nữa nha mọi người nha. Tia ánh sáng xanh tức là cái tia gì? Cái tia đèn LED khi mà mọi người ngồi nhiều ở dưới máy tính này, ngồi nhiều ở dưới cái ánh 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 đèn đó, nó cũng là cái tia ánh sáng xanh đó. Cho nên là mọi người, nếu mà mọi người biết đến cái dòng này á, thơm và rất là dễ thì chịu, nó làm cho mình á, là hên quá được một chai để test. Thật sự á, là cái này bây giờ nếu mà chị bán hết cái hàng này nữa là chị không có nhập được nữa. Bởi vì sao? Công ty cũng sẽ không gửi cho chị nữa. Công ty nói rõ luôn là ngày đó làm sao mà không biết, là không có để ý mà cũng vẫn còn ấy được cái của chị. Nhưng bây giờ thì là hết rồi nhá. Không thể mua được cái không thể gửi cái này cho chị được nữa rồi. Bên công ty có nói rõ rồi là sẽ không gửi cái này cho chị nữa. Cho nên là mọi người nếu mà ai thích thì mọi người lấy đi nhé. Mọi người lấy đi, không có là sẽ không có để mà ấy đâu. Sẽ không có mua được nó nữa nhé. Tết thấy sao? Thắm nói đi. Thật sự mà nói, khi mình làm mệt á, mình đi làm giống như mình đang làm như vậy mà mình mệt, trong cái lúc giờ mình bao xề đó, mình lấy mình để trong cái tủ của mình á, mình lấy ra mình xịt nó một cái, nó làm cho mình cũng tỉnh táo lắm. Thật sự á, cái này này. Rồi hai cái chai này là chị Hà bán bao nhiêu nhỉ? Chị quên rồi, ba mươi mấy đồng hai chai đó. Hai, một cái combo của nó là hai chai, nhưng mà hai chai nó cùng có cái vòi xịt luôn. Nói cái mùi thơm nó rất là dễ chịu luôn á, cái này phải hỏi Thắm á. Với lại chị có một người khách. Đấy, chị có một người khách hai chai nó đều như nhau như thế này luôn nhá. Chị có một người khách ấy, cũng có lấy xài, khách trên Vin ấy, có lấy đấy, nhưng mà họ chắc không có ở đây đâu, cho nên không biết làm sao để mà review cho mình được nhá. Hai chai của nó như thế này nhá. Một cái combo của nó là hai chai nhá. Đấy. À, bán ba mươi mấy đồng mà quên rồi đấy. Quên giá. Nhiều lắm. Nhiều khi đi làm suốt ngày xong bắt đầu cái bán này xong rồi chẳng nhớ đâu. Nhớ giá đâu. À, bán 37 đồng. Bán 37 đồng cái set này nhá, hai chai nhá. À, nếu mà nói về xịt quán á thì chị Hà cũng vẫn còn này, là trước đợt trước đó đó. Chị Hà bán rất nhiều về cái xịt khoáng sum này này, chị Hà bán cái xịt khoáng sum này cũng rất là ngon bổ rẻ luôn.
À, Đụng Phương, cái đấy là hai chai đấy là 37 đồng, hoa 7 đồng thì vào mười mấy đồng một chai nhỉ? Vào 18 đồng một chai. Vào 18 đồng một chai khoảng đó. Còn cái chai chụp xịt quáng nước thần này, của Sum này thì chị Hà vẫn bán từ xưa tới giờ, thì mọi người biết là cái này là chị Hà không thể thiếu hàng được nhá. Cái này là cũng rất là nhiều người biết đến cái sản phẩm này, rất là nhiều người biết rồi. Cưa một chai, cưa với ai? Bây giờ cưa với ai Phương? Cưa với lại Lila kìa. Chị Hà cưa với Thắm rồi. Đó. Và cái chai này thì cái chai xịt khoáng này chị Hà vẫn bán nhau là có 12 đồng thôi nhá mọi người nhá. Chị Hà bán với giá rất là rẻ. Nhiều người ta bán tới 15 đồng và cưa cưa với lại Lila đấy. Cái này á, thì người ta bán tới 15 18 đồng nha chị Hà. Chị Hà bán làm giờ chị Hà bán có 12 đồng, mà bán từ lúc bán cho đến bán cái giá từ lúc bán cho đến đến lúc đến bây giờ luôn á, không có lên mà cũng không có xuống. Này em có hai ba chai. Đúng rồi. Chị Hà cũng vậy, khi mà chị Hà bán cái chai này cho mọi người lấy á, mọi người cũng lấy nhiều lắm, mọi người lấy tới ít nhất là cũng lấy hai chai trở lên luôn á, mọi người lấy như vậy đó. Đúng rồi, cái chai này. Nhưng mà Phương nhá, cái dòng này á, cái xịt khoáng này á, thì đặc biệt cái CNB này á, nha, là cái dòng này nó bán ở trong thẩm mỹ viện, nhưng mà nhớ nó lại là một cái, nó qua một cái dạng sản phẩm khác mà mình cũng không hiểu tại sao cái này nó bán trong trong thẩm mỹ viện đó, nên cái này nó khác một tí xíu. Cái chai này dung tích nó tới 70 ml một chai lận nhé. Cái này nó là cái chai dung tích này nó 50 ml đúng không, 60 ml. Chai này 60 ml. Cái chai này 60 ml. Chai này nước nước thần xịt quáng. Thật ra mà nói khi mà da ai mà ai da mà da khô quá đó này kia đấy, mà mình mệt mỏi á, thì mình giống như là người ta nói là trước khi mình make up á, mình xịt nó lên cũng được luôn. Nó sẽ làm mềm da cho mình, nó cấp ẩm cho mình sẽ không có bị giống như là mình da mình đánh lên phấn nó rất là đẹp, nó rất là mịn. Và sau khi mình make up lên rồi á, mình xịt nó cũng làm cho mình ấy nhá, nó làm nó khóa ẩm lại cho mình đó, nó khóa ẩm lại cho mình. Facebook bây giờ chán thật đấy nhỉ, Facebook chán lắm mọi người ạ. Mọi người ơi, Facebook bị làm sao rồi đấy? Mọi người ơi, Facebook bị làm sao rồi? Mọi người ơi, Facebook bị làm sao rồi? Mọi người ơi, có thấy em nói không? Có thấy Hà nói không mọi người ơi? Mọi người ơi, có đang xem không mọi người? Nếu mà ai đang xem thì chấm cho Hà một chấm đi cho Hà biết nhá. Thấy tự dưng là giống như là Facebook nó đứng rồi này mọi người ạ. À. Mọi người ơi. Mấy chị em ơi, như Facebook nó đứng rồi. Đấy. Đấy. Facebook nó làm sao rồi đấy mọi người ạ. À. Nó giống như là nó bị gì rồi đó. Buồn ghê chưa? Đấy, nó đang ấy nữa này. Mọi người ơi, ai có ai đang coi chấm cho Hà một cái đi cho Hà biết biết Facebook nó làm sao, nó đơ luôn này này mọi người. Mọi người ơi, Facebook đơ luôn rồi. Nhưng mà cái của bên cô này làm sao mà nó vẫn còn đây này. Bây giờ bắt đầu là coi lại này. Ok, cảm ơn con. Mạng nguy dễ. Đúng rồi này. Chị cũng vừa vậy này. Không có thấy một cái gì luôn này. Không có thấy một cái gì luôn á. Tự dưng á. Đúng rồi. Chập chờn ghê luôn. Đó, không hiểu luôn nhá. Đấy, cái chai này, cái chai nước thần này nhá, xịt khoáng nước thần này nhá, của Sum nhá mọi người nhá. Hà vẫn bán nó 12 đồng nhá. À, Dung ơi, cô Hà lên cái kem làm trắng sáng nhá. Cái nếu mà cái dòng mà làm trắng sáng kem á, mà làm trắng sáng đó,
thì rất là nhiều, nó nhiều, nó rất là nhiều set luôn. Nếu mà ai thích set thì mình sẽ lấy set, còn nếu ai không thích lấy set thì mình có thể lấy giống như là một cái hũ kem như thế này, là một cái hũ kem, một cái hũ kem làm trắng sáng da nhé mọi người nhé. Cái hũ kem này á, nó là cái hũ kem làm trắng sáng da trị nám tàn nhang, da sạm màu, da không đều màu nhé. Cushion set tặng lõi không ạ? Có chứ, có cô có cái này của cô bán thích lắm, bán ở đây ai cũng. Ở cái chai sum này ấy, hả đi là cái sum này chị bán nào giờ có 12 đồng một chai đó, Phương nó biết á, Phương nó biết đó. Cái chai này trên Vin chị bán cũng nhiều lắm, chị bán 12 đồng nhá. Em có thích chốt nó thì em chốt, xong rồi đến qua tuần đó chị gửi luôn cho em luôn. Cái kem này là cái kem trị nám tàn nhang đó. Cái sum này nó là 60ml đó, 60ml em nhé, 60ml. Cái này 60ml, chai này 60ml, chị Hà bán rẻ đấy. Người ta bán toàn 15, 18 đồng, 15 đồng cũng khó mà mua được đấy. Chứ mà người ta bán 18 đồng thì chị thấy bán rất là nhiều. Nhưng mà chị nào tới giờ chị Hà bán có 12 đồng à. Bán từ lúc bán tới giờ cho đến bây giờ luôn, thật sự á. Tại vì chị Hà giống như là ở áo này á, chị Hà bán giống như là mình bán để mình đưa cái sản phẩm này đến cho khách ở bên áo này, cho mấy chị em ở bên áo này này biết đến cái sản phẩm này, để mọi người xài được với cái sản phẩm này. Tại vì cái sản phẩm này thật sự mà nói chị Hà xài lâu lắm rồi, chị Hà xài phải nói là chắc là mười mấy năm trước có đó. Cũng chưa có biết mua nó ở những cái chỗ mà online ngày đấy, làm gì đã có online, đã có gì bán mạng trên như này đâu. Mình đi muốn đi vô thì mình phải đi vào những cái mall hay là đi vào trong những cái chỗ mà sân bay ấy, mình đi ra sân bay mình mua đó. Ngày đấy mà vớ được một cái chai mà cái chai nước hoa hồng, cái sữa dưỡng của Gu Trắng ấy thì thích lắm rồi, mua một cái chai đấy. Ngày đấy mà mua được những cái chai như vậy là thích lắm, đi qua sân bay ấy là chỉ mua được như vậy thôi, hiếm lắm. Đó. Còn bây giờ nó có cái online rồi thì mọi người mua cái này nó cũng dễ đâu, mà bây giờ chị thấy là chị xài qua thử nhiều lắm rồi, nhiều loại lắm rồi. Cho nên giờ thấy cũng cuối cùng cũng quay về với cái sản phẩm này, bây giờ thấy nó như vậy, xài tốt như vậy nên mình đem cái sản phẩm này cho người châu Á mình xài, cho nó cho mọi người cùng trải nghiệm hết luôn. Cho nên bởi vậy không bán mắc được cho mọi người đâu. Cái hũ kem này thì thường ấy nha, là Hà sẽ bán chung với lại một cái hũ kem. Cái này là cái kem dưỡng nhá. Cái này là cái hũ kem dưỡng này mọi người. Cái hũ này là cái kem dưỡng. Thì nó là một cái set của nó. Và đi kèm tới 60 viên cao nám này nhé mọi người. 60 viên cao nám này Hà bán là 90 đồng một cái combo như thế này nhé mọi người nhé. Nó như thế này. Đó là một cái hũ kem như vậy. Cái hũ kem này nó full size nhá. Nếu mà mọi người da ai mà bị giống như là da mình nó đang không đều màu, hoặc là mình bị những cái under flecken ấy, thì mình lấy cái này. Đấy. Trời ơi, Phương mà nó review cái gì nữa. Trời ơi, nó xài cái nỗi mà nó thích cái nỗi mà nó xài nó, cái gì nó cũng sum mà. Cho nên chắc chắn là nó review là nó sẽ tốt rồi. Nó mê mà. Thì giờ mình được tặng thêm 60 viên cao nám mà mọi người nhá. Mọi người ơi, viên cao nám này không phải là để viên để uống đâu nhá mọi người nhá. Cái viên cao nám này là cái viên cao nám để mình bôi nhá mọi người nhá. Bôi tức là mình chén ở đây mình bôi nó lên nhá. Mình bôi nó lên mặt mình nhá. Mình cái cao nám này nếu như ai đang bị những cái vấn đề về da như vậy đó là, thì mình xài nước hoa hồng lên, xong bắt đầu là mình bôi cao nám lên cho Hà, xong bắt đầu cái mình bôi kem dưỡng lên sau nhá. Cao nám này là sẽ bôi sau kem, bôi sau nước hoa hồng mà bôi trước kem dưỡng nhé mọi người nhá. Hoặc là mình sẽ bôi trước nữa cái tinh chất luôn nhá. Mình bôi giống như là cái tinh chất khởi nguồn, giống như Hà có cái bi chóp đó là cái tinh chất khởi nguồn nhá. Cái tinh chất khởi nguồn đó xong thì bắt đầu cái mình bôi cái cao nám này lên luôn cho Hà luôn. Đó. Mình bôi luôn cái cao nám này lên cho Hà đó, nó rớt mạng nữa rồi này. Đó, nó rớt rồi đấy. Nó lại bị rớt nữa rồi. Nãy giờ bị rớt hoài luôn. Có thấy ai đâu? Đấy. Nãy giờ bị rớt mạng đứng hoài à. Có thấy gì đâu. Đứng luôn. Chán ghê không? Đấy. Chị
Tết rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi, bây giờ làm sao? Cái này nó cứ như thế này hoài, bây giờ làm sao bây giờ hả mọi người? Mọi người ơi, nó rớt mạng nữa rồi, bây giờ làm sao? Mọi người ơi, nó rớt mạng nữa rồi. Rớt cái mạng nó rớt nữa rồi. Bó tay luôn. Bó tay luôn rồi.